giới thiệu với các bạn mẫu nam châm đất hiếm. Với kích thước là đường kính là phi 25 và có độ dày là 3 mm. Đây là một hộp của nam châm phi 25 dày 3 mm. Các viên nam châm đều được để cách qua một nốt nhựa, một mảnh nhựa để giúp chúng ta có thể lấy ra một cách dễ dàng hơn. Một hộp của nó thì hộp có gần 200 viên. Nam châm rất hiếm, lực từ rất là mạnh.